dị giới hóp quốt hắc sắc luyện kim sư muộn con cú mèo. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bây giờ là 1991 năm tháng 8 2 ngày 7, buổi chiều 4 điểm 40 phân. Ngày mùa hè trong một ngày tối nóng bức thời gian đoạn đã qua, trên đường phố người đi đường dần dần nhiều lên. Northampton, ở vào London cùng Birmingham hai đại đô thị giữa England trung bộ tiểu thành, cuối cùng tại đây tới gần đang lúc hoàng hôn, trở nên náo nhiệt một ít. Whitton trên đường những cái kia xanh biếc ướt át mặt cỏ, hiện đã một mảnh khô héo, này là do ở đoạn thời gian trước tình hình hạn hán nghiêm trọng, cung cấp nước chưa đủ dẫn đến. Địa phương hội nghị đi qua hơn hai tháng thời gian nhiều lần thương thảo, cuối cùng tại mùa hạ cái cuối cùng cuối tuần, chế định tạm thời từ 30 dặm anh ngoài nhét văn sông tiếp một mảnh đường ống kế hoạch dùng cái này bảo đảm hạn kỳ bản địa cư dân dùng nước. Đương nhiên coi như là mặt cỏ không được xanh biếc cũng không ảnh hưởng nam hài nhóm nằm ở phía trên. Thí dụ như Matthew, trước mắt xin ý kiến phê bình tại như vậy làm. Matthew Quickfield, năm nay 11 tuổi, tóc đen mắt nâu, dáng người hơi gầy, mấy tháng trước hắn mới từ Northampton địa phương một chỗ dự bị trường học tốt nghiệp, sắp thăng nhập trung học. Mà giờ này khác này, hắn nằm ở kia khô héo trên bãi cỏ, hai mắt nhìn lên trời, trong miệng thì thào tự nói lấy. Thật sự là đều ba ngày lại ba ngày, cũng đã đến cuối tháng 8. Hogwarts không còn cho ta gửi thư, ta phải đi y tân A, gió nhẹ lướt động lên xung quanh sạch sẽ thụ ly, phiến lá chập chờn theo gió, Nam Hải đột nhiên thở dài. Matthew là một người kẻ xuyên Việt. Ba tháng trước, khi hắn vừa đi đến thế giới này, vẫn cho là mình chỉ là xuyên Việt đến 30 năm trước, đi đến thập niên 90 Anh Quốc thế nhưng theo thời gian chuyển rời hắn phát hiện càng ngày càng nhiều không đúng sự tình đầu tiên là nhiều lần qua lại con cú mèo vẻn vẹn tại xuyên việt về sau một tháng thời gian trong hắn liền tận mắt nhìn thấy ba lần bất đồng con cú mèo bay qua hắn ánh mắt so với kiếp trước sống hai ba mươi năm trông thấy hoang dại con cú mèo số lần thêm vào còn nhiều trong đó ấn tượng là khắc sâu nhất một lần là tại ngày nào đó sáng sớm lúc ăn cơm sau qua cửa sổ hắn nhìn thấy một cái tuyết trắng lông vũ xứng có hắc sắc điểm lấm tấm xinh đẹp đại điều tại dưới mái hiên làm một lát dừng lại qua hắn đi địa phương đồ thư quán tìm đọc có quan hệ tư liệu cho ra kết luận hắn chính mắt trông thấy kia đại điểu là một loại tên là cú tiết, con cú mèo, loại này con cú mèo thói quen tại nghỉ lại tại vùng đất lạnh cùng rêu chỗ cũ măng, vẻn vẹn tại Siberia. Alaska to như vậy tương đối thường thấy. 1979 năm bị Washington Công ước say liệt vào cấp bảo hộ động vật. Nói một cách khác, dưới bình thường tình huống, hắn căn bản không có khả năng tại England trung bộ khu gặp được loại sinh vật này. Sau đó là một lần ngẫu nhiên cơ hội để cho hắn chú ý tới mấy người mặc áo choàng quái nhân. Lúc ấy là tại London Charing Cross đường, hắn ở bên kia mua sách gặp được những cái kia quái nhân. Mấy người mặc áo quần lố lăng ra hỏa, một bộ lén lén lút lút bộ dáng, hoàn toàn bỏ qua xung quanh người qua đường, tiếp theo tại Dennis nháy trong nháy mắt, liền từ trên đường phố đột nhiên biến mất. Chú thích Charing Cross đường là London chứ danh tiệm sách phố, đã sản sinh nghi hoặc Matthew, đặc biệt đi mua một chương, sorry quận bản đồ chi tiết. Nằm sấp tại trên địa đồ chịu đựng một đêm, hắn ở phía trên tìm đến một cái gọi, Little Winging khu, địa danh, cùng với một mảnh tên là Privet Drive, đường đi. Tại bất kỳ một chương bình thường 1991 năm Anh quốc trên bản đồ đều là không thể nào tìm được này hai cái địa phương, bởi vì này lưỡng địa danh đều là một vị kêu Rowling tác giả. Tại ghi nàng tác phẩm Harry Potter chính mình bịa đặt xuất ra. Tình huống tựa hồ có chút một mực nhưng qua tiến thêm một bước thăm dò, Matthew kinh hỉ phát hiện tại hắn trên người tồn tại một ít đặc dị công năng rất không ổn định mà lại không bị khống chế, nhưng chân chính tồn tại đặc dị công năng. Thí dụ như một lần nào đó lúc ăn cơm sau, tại cách xa nhau mấy mã, hắn một ánh mắt để cho một cái ly thủy tinh chính mình nổ nát vụn. Nhìn xem kia toái đầy đất địa thủy tinh cặn bã, Matthew ý thức được một chút, lần này xuyên việt tựa hồ còn có thu hoạch ngoài ý muốn cho nên từ khi thất nguyệt bắt đầu, Matthew liền một mực ở kiên nhẫn cùng chờ đợi Hogwarts ma pháp học viện gửi thư. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình xuyên Việt đến Harry Potter vị diện vu sư thế giới, thân phận chân thật thì là một người mago sinh ra vu sư. Vốn đang trông cậy vào dựa vào kẻ xuyên Việt biết trước tất cả ưu thế, tại England phấn đấu cái mười mấy năm, nỗ lực đi qua thượng sóng thức sinh hoạt hiện tại cư nhiên là đi đến vu sư thế giới, như vậy chỉ cần tiến học quốc ma pháp học viện học một chút ma pháp, lặng lẽ nắm giữ sáo trộn nguyền rùa. Quên đi nguyền rùa cùng với huyễn thân nguyền rùa các loại chú ngữ, đến lúc đó lại trở về mago thế giới, không ai có thể hay không thiếu phấn đấu 100 năm. Lý tưởng là tốt đẹp, tương lai là quang minh, thực tế thì tàn khốc. Mà chính là mở đầu một màn kia. Đáng thương Matthew, cứ như vậy từ đầu tháng 7, một mực đau khổ đợi đến cuối tháng 8. Đáng tiếc cũng không có thu được bất kỳ một phong cùng vu sư, Hogwarts, ma pháp đều mấu chốt từ có quan hệ gửi thư. Bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là con cú mèo muộn, về sau sẽ chờ có chút hoài nghi nhân sinh, lúc trước kinh lịch những sự tình kia đều là ảo giác, này căn bản không phải cái gì ma pháp thế giới kia cú tiết bất quá là lạc đường thằng xui xẻo, tính sai phương hướng, cho nên từ Siberia bay tới England, trùng hợp cho mình cho thấy được. Mà Charing Cross trên đường những cái kia quái nhân, kỳ thật liền mấy cái yêu thích áo quần lố lăng hippie gạt bỏ, căn bản liền không phải vu sư. Về phần cái kia nổ rớt ly thủy tinh, chân tướng là thời tiết quá nóng dẫn đến nóng chướng lạnh co lại phản ứng, cùng ma pháp không có bất cứ quan hệ nào gạt bỏ, cho dù không phải là vu sư thế giới, kỳ thật cũng khá tốt. Tốt xấu mình cũng là đến từ 30 năm kẻ xuyên Việt, tiếp tục dựa vào biết trước tất cả ưu thế, nỗ lực phấn đấu A. À. Gần nhất đoạn này thời gian, Matthew một mực ở tự mình an ủi, điều chỉnh tâm tính. Liền vào lúc này, một cỗ hồng sắc biêu chính xe, tại bên đường dừng lại, Matthew. Wickfield tiên sinh tại sao? từ trên xe bước xuống người đưa thư, la lớn. Nơi này có một phong gửi cho ngươi tín, chậm rãi từ trên bãi cỏ đứng lên, đi đến biêu chính xe bên kia lấy ra lá thư này, mắt thiêu đột nhiên sửng sốt. Phong thư này phong thư là dùng trầm trọng tấm da dê làm, không có dán tem. Địa chỉ là dùng phỉ thúy sắc mực nước ghi, hơn nữa ghi 10 phần rõ ràng. Northampton thành phố, Upton khu, Whitton đường 226 hiệu tại trên bãi cỏ phơi nắng Matthew. Wickfield tiên sinh thu, chẳng lẽ thật sự là con cú mèo tối nay? Hắn có chút khó tin đem phong thư lật quay tới. Bên trên có một khối sáp phong, một cái tấm chắn văn chương, viết kép hát chữ cách cùng với xung quanh vòng một đầu sư tử, một cái ưng, một cái trồn cùng một con rán. Bất quá này Phong chờ mong đã lâu gửi thư, so với tự mình nghĩ giống như bên trong muốn mỏng rất nhiều. Nam hài hít sâu một hơi, đem Phong thư xé mở. Có chút ra ngoài ý định, bên trong chỉ có rất đơn bạc một trang giấy, trên đó viết cực kỳ ngắn gọn nội dung. Gây nên Wickfield tiên sinh. Kính thỉnh thông báo, người đã được phép tại Hogwarts trường học ma pháp liền đọc, học kỳ quyết định 9 tháng 1 ngày bắt đầu. Hogwarts ma pháp học viện phó hiệu trưởng, Vita, Grozier, nữ, chỉ là Matthew, Wickfield không thể thấy được phong thư này cuối cùng tên. Bởi vì khi hắn tại va chạm vào giấy viết thư trong tích tắc, liền phẳng phất có một cái vô hình tay níu lại hắn, đưa hắn trùng điệp đi phía trước kéo một phát, đón lấy hắn liền hai chân cách mặt đất. Bay lên, bên tai chỉ nghe được gào thét tiếng gió. Dị giới hóc hắc sắc luyện kim sư càng thêm ngang hàng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Matthew chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hào tại loại này lơ lửng giữa không trung cảm giác cũng không tiếp tục quá lâu, hắn hai chân rất nhanh liền một lần nữa đạp tại thực địa. Tập trung tinh thần, dò xét một vòng bốn phía, hắn phát hiện mình đi đến một cái lạ lẫm không gian. Nơi này rất giống là một gian thời trung cổ khách sạn, bốn phía rất rộng mở đồng thời cũng có chút âm u một nửa ngọn nến tại trên bàn gỗ thiêu đốt lên yếu ớt hào quang, che kín bụi bặm sàn nhà, trải tốt giường, vài món sáng loáng quang ngói sáng cao su mộc ra chiếc mạo hiểm lục hỏa lò sưởi trong tường. Nửa giam giữ cửa sổ, còn có một ly nóng hồi trà. Bên trong cả gian phòng, trừ chính mình không có những người khác, ngoài phòng cũng không phải thì truyền đến tiếng ồn ào âm. Đang lúc Matthew đang suy nghĩ có muốn hay không đi bên ngoài nhìn xem thì phanh, một tiếng, tựa hồ cửa gian phòng bị người đẩy ra. Matthew quay đầu lại, thấy được một người ăn mặc hắc sắc áo khoác nữ lang xông tới. "Là Matthew, Quickfield tiên sinh sao?" nàng lớn tiếng hỏi. Hắc y nữ lang rất tuổi trẻ, từ dáng người cùng tướng mạo phán đoán, tuổi tác khả năng tại 10 tuổi. Không đúng, người da trắng nữ tính sinh trưởng phát dục đường cong phổ biến phát dục so sánh sớm, chỉ có 15, 16 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Mở cửa cùng đóng cửa động tác đều rất tùy ý, hiển nhiên đối với trong phòng chính mình không có bất kỳ cảnh giác. Hơn nữa từ nàng kia vẻ mặt nhẹ nhõm biểu tình nhìn lại, không giống mang có cái gì địch ý bộ dáng. Vâng, Matthew gật đầu nói, ta nghĩ ngươi hẳn có rất nhiều chuyện nghĩ còn muốn hỏi ta đối phương đi thẳng vào vấn đề nói. Bất quá đầu tiên ta muốn nói cho ngươi là, ngươi là một cái vu sư. Càng nói đúng ra, hẳn là vị thành niên vu sư, chỉ cần đi qua tại Hogwarts học tập tương lai ngươi nhất định có thể trở thành một người xuất sắc nam vu. Vu sư, đó cũng không phải cái gì làm cho người chấn kinh sự thật từ lúc mấy tháng trước Matthew liền phát hiện chuyện này. Bất quá hắn còn là nỗ lực làm làm ra một bộ rất kinh ngạc biểu tình mà ta là Penelope, Clearwater, Hogwarts cấp trưởng, sắp đảm nhiệm ngươi tại vu sư thế giới chỉ dẫn người, nữ hài tiếp tục nói. Penelope, Clearwater cái tên này, trong trí nhớ thật là, Harry Potter, bên trong nhân vật. Kia phong Hogwarts gửi thư, cũng có thể là thật. Thế nhưng là, vì cái gì tại tối tăm bên trong, cảm giác có chút kỳ quái đâu này. Matthew có chút lo sợ bất an nghĩ đến, bất quá hắn cũng không có đem loại này tâm tình biểu lộ ở trên mặt mà là nỗ lực biểu hiện ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Quickfield tiên sinh, có lẽ tại ngươi qua lại trong trí nhớ, ma pháp, vù sư các loại từ ngữ, chi tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong, Penelope. Clearwater chậm rãi mà đàm đạo. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, ma pháp tồn tại ở thế giới này mỗi một cái góc nhỏ, chỉ bất quá ngươi lúc trước thân ở Mago nhóm sở ở thế giới, vô pháp chân chính tiếp xúc đến a. Nàng lại bổ sung một câu, Mago chính là những cái kia không chuẩn bị ma pháp năng lực người bình thường, chúng ta vu sư nhóm đối với bọn họ là xưng hô như vậy tựa như này hơi mỏng một trang giấy, tại ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ ở trong, liền đem ngươi từ 70 dặm anh ngoài Northampton đưa đến London tới, cái này chính là ma pháp lực lượng. Vừa nói, nàng một bên nhặt lên trên mặt đất một tờ tín chỉ, đem nhét vào Matthew trong tay. Tờ giấy này, chính là lúc trước kia phong Hogwarts gửi thư. Nơi này là London, Matthew nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, nếu như không tin, người có thể đi cửa sổ bên kia nhìn xem, ngoài cửa sổ chính là Charing Cross đường, nữ hài khẽ cười nói. Matthew đi đến bên cửa sổ, ven đường kia ẩm ý, đám người, chứng minh đối phương nói là đúng. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ rõ, không sai, mấy tháng trước tại Charing Cross đường ngoài ý muốn đụng phải kia mấy người mặc áo quần lố lăng người thần bí, mấy tên kia tiêu thất vị trí, ở nơi này phụ cận năm nay nghỉ hè mới được vì Hogwarts cấp trưởng Penelope. Clearwater, đây là nàng lần đầu tiên đối mặt Mago gia đình xuất thân Hogwarts năm nhất tân sinh, phụ trách bọn họ chỉ dẫn công tác. Bất quá trước đó, nàng liền từng nghe cái khác cấp trưởng đàm luận qua. Bọn họ bình thường muốn phí thật lớn lực mới có thể để cho những cái kia tại Mago thế giới lớn lên năm nhất tân sinh tin tưởng vu sư cùng ma pháp tồn tại hơn nữa rất nhiều hài tử cho dù tin tưởng vu sư thế giới tồn tại cũng sẽ khóc hô phải về nhà tìm ba ba ma ma bất quá trước mắt kêu matthew quickfield nam hài hiển nhiên không tại các loại này bất luận tại cùng hắn miêu tả ma pháp thế giới tồn tại cùng với giới thiệu Hogwarts tình hình chung hắn đều hiển lộ dị thường bình tĩnh tuy nói có chút tò mò nhưng một mực ở bên kia lẳng lặng lắng nghe Clearwater tiểu thư đợi cho đối phương dứt lời Matthew rồi mới ngẩng đầu lên hắn châm trước giọng nói vô cùng cảm tạ ngài nói cho ta biết những cái này, bất quá trước đó, ta cho rằng ngài có phải hay không hẳn là trước đưa ta về nhà, để cho chúng ta đi cùng phụ mẫu ta thương nghị một phen. Làm tiếp quyết định, chung quy ta mới 11 tuổi, cha mẹ ngươi, Pernelle. Clearwater rõ ràng sững sờ. Ngươi là chỉ ngươi kia Mago cha mẹ sao? Ta nghĩ này không cần thiết. Lúc này, đến phiên Matthew sửng sốt. Ta không biết rõ ngài ý tứ bọn họ bất quá là đối với chúng ta thế giới hoàn toàn không biết gì cả Mago gạt bỏ, loại chuyện này nói cho bọn hắn biết cây bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đối phương đương nhiên hồi đáp. Trên thực tế tại ngươi tuổi tròn 17 một tuổi, cũng chính là chính thức trưởng thành lúc trước, tiếp xúc bất kỳ Mago đều là không được cho phép, bao gồm ngươi đi qua Mago thân thuộc. Vừa nói, nữ hài một bên từ trong túi áo lấy ra một quyển cỡ lòng bàn tay cứng rắn ra sách ta nhớ được, tựa hồ là, 216 trang, nàng thì thào lẩm bẩm Rất nhanh, nàng liền đem mở ra đêm hôm đó, bày ra cho Matthew, là một chương hắc bạch ảnh chụp, một cái niên kỳ cùng Matthew sắp xỉ nữ hài ảnh chụp, trên tấm ảnh nữ hài thấy được Matthew. Đột nhiên nhếch miệng cười cười, này nụ cười quỷ dị làm cho người ta nhất thời sờn tóc gáy. Abigail, William, Margot nữ hài danh tự, Penelope. Clearwater vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này chuyện xưa phát sinh ở không sai biệt lắm 300 năm trước, đại lục mới Massachusetts Salem. Mago nữ hài lúc ấy có một loại quái bệnh, hấp hối, một cái ngoài ý muốn đi ngang qua vị thành niên nữ vu, cái kia 13 tuổi cô nương nghe được nàng tiếng rên rỉ sau có chút thương cảm nàng lặng lẽ mang nàng đưa đến ở vào Salem, ẩn nấp bên trong vu sư thôn trấn để cho đại nhân dùng ma pháp vì nàng tiến hành trị liệu. Thế nhưng tại vào lúc ban đêm, bị chữa cho tốt ma gồ nữ hài bỏ chạy đi giáo hội, cùng địa phương mục sư báo cáo vu sư thôn trấn tồn tại mà ở ngày hôm sau dạng sáng, ẩn nấp Salem vu sư thôn trấn đột nhiên lọt vào hơn một ngàn danh Mago tập kích, không sai biệt lắm có hai trăm danh nam nữ vu sư nhóm, trong giấc mộng bị Mago nhóm bắt lấy. Sau đó trong đó rất nhiều người tại thẩm phán về sau lần lượt bị Mago nhóm lấy thiêu chết và hình phạt treo cổ xử tử, mà cái kia bởi vì thương cảm mà nhưỡng thành đại họa 13 tuổi cô nương thì là người thứ nhất bị chỉ ra và xác nhận vì nữ vu, cuối cùng tươi sống dùng thạch khối đập chết. Nghe chuyện xưa, Matthew trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi. Mà Penelope, Clearwater tiểu thư đối với hắn phản ứng tương đối thỏa mãn. Đối với vị thành niên vu sư, nhất là Mago gia đình xuất thân vị thành niên vu sư mà nói, các ngươi cũng không đủ năng lực tự vệ cùng với đối với ma pháp thế giới ẩn nấp ý thức bất kỳ cùng Mago tiến hành tiếp xúc hành vi, đều có khả năng dẫn đến tương đối kinh khủng hậu quả xấu. Cho nên tại 1956 năm, vị thành niên vu sư bảo hộ dự luật, đặc biệt quy định Mago gia đình xuất thân vị thành niên vu sư, tại tuổi tròn 17 một tuổi trước nghiêm cấm tiếp xúc mago xã hội cho đến trưởng thành mới sẽ hủy bỏ này một hạn chế, Matthew gật gật đầu, hắn không có đi hỏi trái với này nhất pháp luật lời hội có hậu quả gì không. Vẫn có vấn đề gì sao, Wickfield tiên sinh, xác thực còn có một cái vấn đề, Clearwater tiểu thư, Matthew thấp giọng hỏi. Vu sư cùng mago là ngang hàng sao? Đương nhiên là ngang hàng. Penelope, Clearwater không cần nghĩ ngợi hồi đáp vu sư, yêu tinh, cự nhân, mago, chúng ta những cuộc sống này tại cùng một cái thế giới trí tệ giống loài, giúp nhau giữa đều là ngang hàng. Những lời này là 20 thế kỷ vĩ đại nhất vu sư nói. Đương nhiên, với tư cách là ma pháp chân chính trưởng khống giả, vu sư lẽ ra so với cái khác trí tệ giống loài càng thêm ngang hàng. Dị giới hóc hắc sắc luyện kim sư hẻm xéo. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com sáng sớm ngày thứ hai, Matthew tỉnh rất sớm. Trên thực tế tại một ngày trước ban đêm, hắn gần như đều không nghỉ ngơi. Trong đầu đam chiêu khảo thi sự tình có rất nhiều, về ma pháp, về Hogwarts, về thế giới này. Rõ ràng, chính mình thân ở thế giới này chính là trong trí nhớ Harry Potter chỗ ma pháp thế giới, nhưng là vừa cùng cái kia trong trí nhớ thế giới có thật nhiều không đồng nhất địa phương quan trọng hơn là, dựa theo Penelope Clearwater miêu tả, thân là mago xuất thân vị thành niên vu sư chính mình, tựa hồ đã bị thế giới này pháp luật sở một mực trói chặt căn bản không thể nào thoát thân. Như thế nói đến, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vừa nghĩ, Matthew một bên từ trên giường đứng lên, kiểu cũ trên bàn gỗ bày đặt một chút bữa sáng. Phiến mạch cháo, bánh mì nướng cùng với xúc xích nướng ăn mấy ngục, tuy nói hương vị có chút lạ quái, nhưng cũng không phải không thể nuốt xuống. Đêm qua hắn liền đã biết, chính mình thân ở gian phòng này, là tại London một gian trong quán rượu. Phá nổi đồng quán ba thứ 13 số phòng. Một cái tại vu sư thế giới rất nổi danh địa phương. Đại khái là Mago xuất thân, mới vào học Hogwarts năm nhất tân sinh, đều muốn được an bài đến nơi đây. Quýt tiên sinh, rời giường sao? ngay tại Matthew vừa mới ăn xong bữa sáng ngoài cửa truyền đến Penelope Clearwater thanh âm đương nhiên ta ăn xong điểm tâm Matthew vội vàng đi qua mở cửa phòng vậy chúng ta hiện lại xuất phát a à, đối phương khẽ cười nói với tư cách là một người Hogwarts năm Nhất Tân sinh ngươi còn có thiệt nhiều đồ vật muốn mua nha vừa nói nàng một bên đem một chương tấm da dê danh sách nhét vào Matthew trong tay không có vấn đề, Matthew liếc nhìn nhất nhãn kia trương danh sách đem nhét vào trong túi áo. Có thể là thời gian rất sớm duyên cớ, phá nồi đồng trong quán rượu khách hàng cũng không nhiều. Mấy cái lão thái bà ngồi ở góc phòng trong cầm lấy chén nhỏ uống tiết lợi tửu. Một cái trong đó đang tại rút một cây xương mù dày đặc túi, một cái mang đại lễ cái mũ nam nhân đang cùng một cái đầu phát gần như cởi sạch lớn lên giống móp hồ đào giống như quán ba lão bản đang trò chuyện. Buổi sáng tốt lành, Clearwater tiểu thư. Quán ba lão bản quét tới nhất nhãn, thấy được Penelope đang cùng Matthew đang đi xuống lầu, hướng về phía nàng cười cười, lộ ra một ngụm nát nha. Buổi sáng tốt lành, Abbott tiên sinh. Penelope hướng phía hắn rất có lễ phép gật gật đầu. Ta tại mang năm nhất tân sinh, đi hẻm xéo mua sắm đi đến Hogwarts nhu yếu phẩm, chúc ngài hết thầy thuận lợi, cảm ơn. Bọn họ cứ như vậy xuyên qua phá nổi đồng quán ba quầy ba, đi đến một cái tứ phía có tường vây sân vườn nhỏ. Nơi này trừ một ít cỏ dại, không có cái gì. Nhớ kỹ này khối gạch quýt phiêu tiên sinh. Penelope không biết từ chỗ nào, móc ra một cây que gỗ, nàng ma trượng. Đồng thời nàng nhìn hướng phá nổi đồng quán ba khác một bên kia bức tường. Từ tối trái hạ lên, hướng vượt qua số 16 khối, lại hướng lên số 12 khối. Nhớ kỹ ngàn vạn khác số sai, bằng không thì có thể sẽ có tương đối không xong hậu quả. Nàng dùng nàng ma trượng tại kia khối gạch thượng nhẹ nhàng gõ ba cái nàng gõ qua kia khối gạch lay động bắt đầu di động chính giữa địa phương xuất hiện một cái lỗ nhỏ cửa động càng biến càng lớn không bao lâu trước mặt bọn họ liền xuất hiện một mảnh đủ để cho hai người thông qua rộng lớn chắp tay nói thông hướng một mảnh uốn lượn khúc chiết nhìn không thấy phần cuối đá cuội lát đường đi nơi này chính là hẻm xéo tất cả anh quốc tối đại vu sư thương nghiệp phố Matthew đi theo Penelope sau lưng, dọc theo chắp tay đạo đi đến, theo của bọn hắn tiến nhập, chắp tay đạo bắt đầu dần dần thay đổi chật vật, cuối cùng lại biến thành nguyên lai kiên cố vách tường. Có thể là tới rất sớm duyên cớ, hẻm xéo cũng không có Matthew trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy. Ven đường nam nữ vu sư rất ít, hơn nữa tới đi vội vàng, đại bộ phận cửa hàng cũng đều chưa mở cửa. Thấy được Matthew ánh mắt một mực ở quét mắt cửa hàng chung quanh, Penelope đối với hắn ý nghĩ hơi có chút hiểu lầm. Không cần phải lo lắng tiền vấn đề, Whitfield tiên sinh, Hogwarts hội gánh nặng mỗi một tên đệ tử tại trường học 7 năm thời gian toàn bộ phí tổn, nhất là Mago xuất thân đệ tử. Chúng ta đi trước ông Ollivander ma trượng cửa hàng, vì ngươi mua sắm một cây ma trượng A, hảo, nghe ngài an bài, Clearwater tiểu thư, Matthew nhu thuận gật gật đầu hai người tiếp tục dọc theo hẻm nhỏ đi lên phía trước, liền tại bọn hắn đi qua một tràng cao cao đứng vững tại cửa hàng chung quanh phía trên tiết trắng đá cẩm thạch kiến trúc. Đây là Green God, vụ sư ngân hàng, Penelope giới thiệu nói. Đương nhiên ngươi tại từ Hogwarts tốt nghiệp lúc trước, đều không dùng đến nó. Matthew chỉ là nhìn quét nhất nhãn hoa lệ ngân hàng, đón lấy ánh mắt của hắn, rời đi bên cạnh một mảnh âm trầm lối rẽ lối rẽ bên trong tối như mực, cái gì đều thấy không rõ, một cái siêu siêu vẹo vẹo đồng thau nhãn hiệu dắt ở chỗ ngã ba, đồng thời phía trên sâu sắc hoa một cái ích chữ. Nơi này là, Matthew nhăn cau mày, có chút tò mò đi qua, thấy rõ nhãn hiệu thượng ghi tên, hẻm Norton, con đường này trước kia là hẻm Norton, Penelope đi tới, giới thiệu nói một ít cực đoan vu sư qua lại nơi, rất nhiều năm trước, bên trong vẫn có thật nhiều buôn bán cực đoan vu sư vật phẩm cửa hàng. Bất quá từ lúc 10 năm trước, nơi này đã bị ma pháp bộ cho cưỡng chế đóng, những cái kia cửa hàng chủ tiệm nhóm cũng đều bị giam tiến vu sư ngục giam. Nhìn xem này giữa ban ngày, hẻm nóc trong kia từng đoàn từng đoàn tối như mực sương mù, Matthew không khỏi lui về phía sau vài bước. Hẻm Norton bị giam giữ sao, Matthew suy tư về xoay người lại, đón lấy hắn tựa hồ đụng vào vật gì. Hoặc là nói, một người. Thật sự là xin lỗi, Matthew xoay người lại, nói xin lỗi. Đồng thời hắn cũng thấy rõ người này bộ mặt thật là một cái lão nhân, gầy như que củi, mặc trên người rất dơ áo ngủ, trên tay quấn quít lấy băng gạc, giày cũng xưa cũ không còn hình dáng. Liền giày miệng cũng dạn nớt, toàn thân cao thấp đều rách tung tóe, cùng này chỉnh tề đường đi cùng với quần áo ngăn nắp nam nữ vu sư nhóm thành rõ ràng so sánh. Tôn quý tiên sinh, đáng thương đáng thương lão Ambrit, ta đã một ngày chưa ăn cơm, tên ăn mày trang phục lão nhân run rẩy dơ lên một cái mang lỗ hổng chén bể. Một cái nét, một cái nét là được. Matthew nhất thời sửng sốt một cái tiền đồng ném vào tên ăn mày trong chén, đón lấy Penelope kéo kéo Matthew y phục ra hiệu hắn nhanh chóng rời đi. Cảm tạ ngài, Mỹ lệ tiểu thư. Cảm tạ ngài, tôn quý tiên sinh, chỉ cảm thấy kia tên ăn mày tại phía sau bọn họ cúi đầu. Hắn lạt đi ra vài bước xa, Matthew có chút khó tin hỏi. Rất khó tưởng tượng, tại đây có ma pháp tồn ở thế giới, còn sẽ có tên ăn mày bởi vì không có tiền ăn cơm mà ăn xin một cái pháo lép, Apnerler à, bình thản nói. Tựa như mago thế giới hài tử sẽ có cực tiểu tỷ lệ trở thành vu sư đồng dạng, vu sư thế giới hài tử cũng sẽ có rất nhỏ tỷ lệ biến thành mago. Đó chính là pháo lép. Không cần để ý hắn, hắn cùng chúng ta không phải là một loại người. Vì cái gì không tiễn hắn đi mago thế giới nha. Matthew nhịn không được hỏi bởi vì bọn họ từ nhỏ rõ ràng quá nhiều về vu sư thế giới bí mật, không có khả năng thả bọn họ rời đi, Penelope chỉ là đơn giản hồi đáp. Hảo, chúng ta đến. Trước mặt nhà này cửa hàng vừa nhỏ lại vừa nát, trên cửa biển chữ vàng ngược lại là tân, bên trên viết. Gregorovic, tự BC 473 năm liền chế tác tinh xảo ma trượng. Dị giới Hogwarts hắc sắc luyện kim sư ma trượng. Nghe chọn bộ tại mê audio com Gregorovic Matthew sững sờ, có chút khó có thể tin đọc lên tên. Clearwater tiểu thư, ngày lúc trước tựa hồ nói qua, chúng ta là đi Ollivander tiên sinh ma trượng cửa hàng, Gregorovic là vu sư thế giới ma trượng liên tỏa nhãn hiệu Penelope. Clearwater kiên nhẫn giới thiệu nói, mà Ollivander tiên sinh, là cửa hàng này chủ tiệm. Mau vào đi, nói thực ta không rõ ngươi vì cái gì luôn quan tâm những cái này kỳ quái địa phương. Tiệm ăn rất nhỏ, trừ một chương ghế dài, khác cái gì cũng không có. Penelope ngồi vào trên ghế dài, đồng thời ra hiệu Matthew một thân một mình đi lên lầu. Matthew chỉ phải hướng bên trong đi đến, đồng thời nghe được tiệm ăn phía sau chỗ nào, truyền đến một ít từng trận đinh đinh đang đang tiếng chuông, xung quanh trống rỗng cấp nhân một loại rất cảm giác trống rồng cảm giác. Buổi sáng tốt lành, một cái thanh âm êm ái nói. Matthew gần như đã giật mình, bởi vì hắn bên người đột nhiên mà nhưng toát ra một người. Cái đầu không cao tiểu lão đầu, cái kia đối với nhan sắc rất nông con mắt lớn hiển lộ có chút ảm đạm vô quang. Tóc lộn xộn, cả người cũng vẻ mặt chán trường bộ dáng có thể cảm giác được lão đầu này khẳng định đối với trước mắt hắn sinh hoạt cũng không hài lòng. Ngài khỏe chứ? Ngài chính là Ollivander tiên sinh a, à, Matthew dò hỏi. Đương nhiên, Ollivander tiên sinh tiến đến Matthew trước mặt, khoảng cách gần quan sát hắn nhất nhãn, làm cho Matthew đáy lòng có chút sợ hãi. Hogwarts năm nhất tân sinh, vâng, ta xưng hô như thế nào? Wickfield, Wickfield tiên sinh, ngài nghĩ mua sắm một cây ma trượng, đúng không, không sai, Matthew gật gật đầu. Đi theo ta, không nói lời gì, Ollivander tiên sinh tiên phong đi lên thang lầu. Cùng dưới lầu đồng dạng, trên lầu tiệm ăn như cũ là trống rỗng. Trừ tại trên trần nhà, thấp thoáng có thể thấy được ba năm mươi cái bầy đặt chỉnh tề hộp giấy. Quickfield tiên sinh Ollivander từ trong túi áo móc ra một dài mảnh ấn có ngân sắc khác độ thước cuộn. Người dùng kia cái cánh tay sử dụng ma trượng, a à, a à, ta thói quen dùng tay trái, Matthew nói. Matthew, Quickfield là một thuận tay trái, đây là hắn xuyên qua được ngày đầu tiên liền biết, đương nhiên, bởi vì có được kiếp trước ý thức tồn tại, tay phải hắn cũng không phải không thể dùng. Bất quá tại đây lựa chọn ma trượng loại này thời khắc mấu chốt, còn là tôn trọng một chút thân thể thói quen tương đối khá. Cầm cánh tay nâng lên, rất tốt. Ollivander bắt đầu vì Matthew lượng nhỏ, trước từ đầu vai đến đầu ngón tay, về sau từ cổ tay đến khuỷu tay, vai đến sàn nhà, đầu gối đến dưới nách cuối cùng lượng đầu vây. Đường lượng đến hai lỗ mũi khoảng thời gian cách Matthew mới phát hiện đúng là thước cuộn tại tự động thao tác đo đạc hoàn tất, thước cuộn thông thuận rơi xuống mặt đất cuốn thành một đoàn, Ollivander cũng trở về đến hắn công tác trước sân khấu, tựa hồ ghi chép liên tiếp số liệu. Trong miệng đồng thời còn tại lầm bầm mấy thứ gì đó. Hảo, hắn nói. Cùng lúc đó, trên trần nhà kia ba năm mươi cái bầy đặt chỉnh tề hộp giấy, toàn bộ đều bay đến Matthew trước mặt. Trước thử một chút a à, Ollivander mở ra đệ một cái hộp bằng giấy. Bất quá có chút vượt quá Matthew dự kiến không sai, hộp giấy bên trong bầy đặt thực sự không phải là một cây ma trượng mà là một đống khối gỗ nhỏ. Những thứ này là cây sồi xanh mộc tương đối hy hi hữu ma trượng gỗ, Ollivander nhẹ giọng giới thiệu nói. Cây sồi xanh mộc chế thành ma trượng đối với sử dụng phòng hộ ma pháp là không còn gì tốt hơn, thích hợp những cái kia yêu thích nguy hiểm cùng cao thượng nhiệm vụ vu sư thậm chí nó còn có trợ giúp chủ nhân vượt qua xúc động cùng phẫn nộ năng lực ta nên làm như thế nào? Matthew nhẹ giọng hỏi. Đem tay vươn vào đi đều có thể quen dùng tay. Dựa theo Ollivander phân phó, Matthew đem tay trái mình với vào hộp giấy, hảo, có thể Ollivander rất nhanh lại mệnh lệnh Matthew thu tay lại đi, đồng thời đem hộp giấy vứt qua một bên không hề nghi ngờ loại này gỗ cũng không thích hợp ngài, Wickfield tiên sinh, thử lại lần nữa cái này, gỗ cây khởi, Ollivander lại lấy ra một cái hộp bằng giấy. Tương đối cứng rắn gỗ, thích lựa chọn những cái kia vui với giúp người, cân nhắc chu đáo, vô cùng làm người khác ưa thích vu sư, nó chế tạo thành ma trượng thích hợp nhất không tiếng động nguyền rùa bởi vậy có thích hợp cao cấp vu sư Mỹ danh, Matthew chỉ là vừa vừa đem tay vươn vào hộp giấy, liền lại một lần bị Ollivander tiên sinh bác bỏ. Đối với tính bình thường thôi, hoặc là thử một chút cái này hay, gỗ hồ đáo, loại này xinh đẹp gỗ có không giống bình thường tính linh hoạt, có thể thi xuất chủ nhân năng lực có thể thi triển bất kỳ loại hình ma pháp đương nhiên cũng dường như khó lấy khống chế, đối với những cái kia cầm giữ có trí khôn cùng sáng tạo tính vu sư nhóm mà nói, loại này gỗ mười phần hội là bọn hắn lương xứng. Lại một cái hộp bằng giấy xuất hiện ở Matthew trước mặt, bất quá khi hắn lần này đưa tay vươn vào thì, ai nha, Matthew phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng đưa tay rút về. Như thế nào? Ollivander cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Rất bị phỏng tựa như chạm đến nung đỏ than củi đồng dạng, Matthew miêu tả hắn vừa mới cảm giác. Mà Ollivander tiên sinh lúc trước kia hưng phấn mà biểu tình, trong chớp mắt mất rơi xuống. Vậy có thể không đúng. Đợi đã nào, Ollivander đột nhiên vỗ chán, mà nhanh chóng tại hộp giấy trong đống tìm kiếm lấy. Cái này có lẽ có thể lần này hoa hơn 10 giây công phu, hắn tìm ra một cái hộp bằng giấy, đem mở ra, mát thiêu lại một lần đem tay trái để vào hộp giấy. Chỉ bất quá lần này, một loại vô cùng thoải mái cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, phảng phất loại này gỗ trời sinh liền thích hợp chính mình. Cùng lúc đó, yếu ớt hồng quang, cũng từ hộp giấy bên trong phát ra, như ẩn như hiện. Rất tuyệt, vô cùng bổng, Ollivander trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười tới đây là hắc gỗ hồ đào. Nó không như một loại tầm thường gỗ hồ đào ma trượng như vậy thường thấy, sở tìm chủ nhân muốn có nhạy bén trực giác cùng cường đại thấy rõ lực. Tại tất cả ma trượng, hắc gỗ hồ đào ma trượng có thể nói là đối với chủ nhân trung thành nhất, không hề nghi ngờ, hắc gỗ hồ đào là người thích hợp nhất lựa chọn, quýt phiêu tiên sinh. Kia ba năm mươi cái hộp giấy, đều nhịp trở lại trên trần nhà mà Ollivander tiên sinh lại một lần đi đến hắn công tác trước sân khấu, ghi chép mấy thứ gì đó. Người đối với trượng tâm có yêu cầu gì sao, khi hắn thả ra trong tay lông vũ bút, lại một lần hỏi. Độc giác thú lông đuôi, hỏa long trái tim thần kinh hoặc là phượng hoàng lông vũ, đây là ta tương đối thường dùng ba loại trượng tâm, đương nhiên nếu như ngươi có vượt mức yêu cầu. Nói thí dụ như mị em bé tóc, thí trồ lông đuôi hoặc là mèo con báo tròm dâu, ta phải đi tìm cái khác chế trượng sư trợ giúp, những cái này. Có cái gì khác nhau sao, Matthew có chút mộng hỏi. Độc giác thú lông đuôi bình thường có thể thi xuất tối ổn định pháp thuật, long thần qua chế tác ma trượng là cường đại nhất cũng là ba loại trượng tâm bên trong dễ dàng nhất xuất ngoài ý muốn một loại mà Phượng Hoàng Long Vũ có thể thi xuất tối đa chủng loại ma pháp, cũng là ý thức tự chủ tối cường một loại. Rất nhiều vu sư không thích điểm này, Ollivander giới thiệu sơ lược một chút hắn thường dùng ba loại trượng tâm. Đương nhiên những cái này đều là thông thường tình huống, gỗ chủng loại cũng sẽ bù đắp chúng đặc tính, độc giác thú lông đuôi A, Matthew suy tư sau một lát, làm ra quyết định trung quy giống ma trượng loại này sớm chiều ở trung công cụ tính ổn định hắn cảm thấy là trọng yếu nhất. Ollivander tiên sinh một lần cuối cùng trở lại công tác trước sân khấu. Rất tốt, vô cùng không sai tổ hợp. Hắc gỗ hồ đào, độc giác thú lông đuôi, 11 tấc anh hơi dài. Quickfield tiên sinh, ta sẽ tận lực tại 9 tháng số một lúc trước hoàn thành căn này ma trượng chế tác, sau đó đem đưa đi Hogwarts, như vậy sao? Matthew nghe được muốn đi Hogwarts, tài năng cầm đến chính mình ma trượng, không khỏi hơi có chút thất lạc. Ta còn tưởng rằng hiện tại liền có thể cầm đến ta ma trượng nha. Nếu như tại 50 năm trước, xác thực ngươi có thể cầm đến, lão nhân tựa hồ chạm đến đến cái gì chuyện thương tâm đồng dạng, tâm tình thoáng cái thấp xuống. Hắn lau lau khóe mắt nước mắt, bởi vì ở trước đó, ta vẫn cho rằng hẳn là từ ma trượng tới tiền chọn Vu sư. Thế nhưng Gregorovic thu mua ta ma trượng điếm, ta cũng không thể không dựa theo hắn lý luận bỏ ra bán ma trượng, để cho vu sư đến từ chủ lựa chọn ma trượng. Như vậy Ollivander tiên sinh, xin hỏi Gregorovic tiên sinh là năm nào thu mua ngài ma trượng điếm nha, Matthew nhẹ giọng hỏi. Vậy đều là 1945 năm, Garrick. Ollivander yêu thương nói dị giới hóc hắc sắc luyện kim sư con cú mèo, mèo cùng thiềm thư. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Rời đi Gregorovic ma trượng cửa hàng Penelope. Clearwater tiếp tục mang theo Matthew một chỗ mua sắm hóc tất kho. Bọn họ đi trước me đâm mau cần trường bào cửa hàng, Matthew ở chỗ này mua sắm ba bộ đồ hắc sắc vu sư bào, hắc sắc đỉnh nhọn cái mũ, da rồng phòng hộ phục cùng với đông dùng áo choàng sau đó là Potic nồi nấu quặng điếm cùng Slugziger hiệu thuốc, hắn lại phân biệt mua sắm hàn thiếc nồi nấu quặng đồng thao thiên bình cùng với chọn vẹn thủy tinh chai thuốc. Lại bước tiếp theo đi là Floris and Blot, hai người mua sắm Hogwarts lớp 5 cùng năm nhất đệ tử nguyên bộ sách giáo khoa. Floris and Blot nhân viên cửa hàng sớm đã đem những cái này khóa vốn chuẩn bị hoàn tất cùng sử dụng thùng giấy đóng gói hảo, căn bản không cần chính mình đi trên giá sách chọn lựa. Đây hết thảy đều là miễn phí, ít nhất Matthew không nhìn thấy Penelope hướng chủ tiệm nhóm tiền trả một cái tiền đồng. Bất quá miễn phí, thường thường mới là đắt tiền nhất, hắn tại trong lòng thắm thiết minh bạch điểm này không sai biệt lắm 2 giờ, dẫn theo tất cả lớn nhỏ, hình thù kỳ quái bao bọc Matthew, rời đi floris and Blood. Từ ở hiện tại thời gian không còn sớm, thời tiết nóng dần dần lên. Nóng rát thái dương không lưu tình chút nào nướng lấy đại địa, đá cuội sàn nhà cũng tựa hồ bị phơi nắng có nóng hổi nóng hổi. Matthew cầm trong tay hành lý buông xuống, lau lau cái chán mồ hôi, đồng thời lấy ra kia trương tấm da dê danh sách, chỉ cần lại mua sắm một cái sủng vật là được, hắn lớn tiếng nói. Một con mèo đầu ưng hoặc một con mèo hoặc một cái thiềm thừ, hảo, chúng ta nhanh chóng chấm dứt đây hết thảy, Penelope tựa hồ cũng nóng xấu. Đi theo ta, xuyên qua đường đi, bọn họ đi đến một nhà gọi là thần kỳ vườn bách thú cửa hàng bên trong không gian vô cùng chen chúc, trên tường mỗi một tấc anh địa phương đều treo lồng sắt, hơn nữa tràn ngập các loại động vật tiếng kêu, đây là một nhà ẩm ý sủng vật cửa hàng. Một cái vỏ cứng trên có bảo thạch khảm sức đại ô quy, tại trong tủ cửa bày ra lấy nó thân hình, một cái mập mạp đại bạch thỏ đột nhiên biến thành đỉnh đầu sợi tơ cao quỳ lại cái mũ. Sau đó lại biến trở về tới, còn có một rổ lông xù kỳ quái đồ chơi, tại lên tiếng thét lên, chế tạo lấy tạp âm thương lượng chủ tiệm là một cái đeo trầm trọng kính mắt nữ lão bản, thấy được Matthew cùng Penelope sau khi đi vào, vẻ mặt hòa ái hỏi. Có cái gì cần sao, thân ái? Ta đồng bạn là Hogwarts năm nhất tân sinh, Penelope thở một ngụm, chủ động giới thiệu nói. Hắn hy vọng có thể mua sắm một cái sủng vật, a ah hát. Nữ vu gật gật đầu, mà trên dưới giò xét nhất nhãn Matthew ta đề nghị ngươi lựa chọn một con mèo đầu ưng, mà không phải mèo hoặc là thiềm thừ, bọn nhỏ đều thích con cú mèo, nó có thể thay ngươi đưa tin, đưa bao bọc là phi thường ưu tú người mang tin tức. Con cú mèo sao, Matthew lẩm bẩm nói, bất quá từ đáy lòng trực tiếp đánh cho xiên hiệu. Mình tại vu sư thế giới trừ ngày hôm qua mới quen Penelope Clearwater ra, không nhận ra bất kỳ ai khác, cũng không được cho phép cùng Mago thế giới tiến hành bất kỳ liên hệ loại tình huống này mua một con mèo đầu ưng là dùng để đương xem xét động vật sao? Hắn thanh hắng giọng, phu nhân, xin hỏi một chút, mèo cùng thiềm thư tại ma pháp phương diện, phân biệt đều có tác dụng gì đâu này? Nếu như một con mèo có được mèo con báo huyết mạch, nó sẽ phi thường thông minh, hơn nữa có thể có được một loại bất khả tư nghị năng lực. Đó chính là nó sẽ đặc biệt chú ý những cái kia khả nghi cùng không bị tín nhiệm người, nữ vu giới thiệu nói. Như vậy, một cái sủng vật mèo có được mèo con báo huyết mạch tính khả năng rất cao sao?" Matthew hiếu kỳ hỏi. "Cái này cũng không tính rất cao," Nữ Vu hồi đáp. Nàng nói như vậy, liền có thể cơ bản cam chịu, sao mặc định là không? Matthew thầm suy nghĩ đạo kiếp trước Matthew, đương tầm 10 năm xúc thỉ quan, đi đến vu sư thế giới, hắn cũng không muốn lại nuôi dưỡng một cái lớn ra. Trừ phi kia đại gia có được năng lực đặc thù, như vậy, thiềm thư có cái gì ma pháp phương diện tác dụng sao? Matthew tiếp tục hỏi. Thiềm thư bản thân cũng không có cái gì ma pháp năng lực thế nhưng nó lại có được vô cùng cao ma pháp mẫn cảm tính, cho nên thật là tốt dùng để luyện tập ma chú cùng khảo thí ma thuốc đối tượng. Nữ vu tiếp tục giới thiệu nói nhất là đối với dược tề sư mà nói vô cùng có ích bởi vì chúng làn da có thể hấp thu chất lỏng, cảnh này khiến khảo thí những cái kia cần khẩu phục ma thuốc trở nên càng thêm dễ dàng, nghe. So với phía trước hai loại, hơi có ích một ít. Matthew âm thầm suy nghĩ. Vậy ta mua một cái thiềm thứ A, hắn không chút do dự nói. Người điên sao, Wickfield, Penelope. Clearwater có chút khó tin liếc mắt nhìn nàng đồng bạn. Thiềm thư tại Hogwarts đã không lưu hành rất nhiều năm, nếu như ngươi lựa chọn mang một cái thiềm thư đi trường học, rất có thể sẽ bị những bạn học khác cười nhau. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng rất khả ái a. À, Matthew vẻ mặt ngây thơ lãng mạn nói. Nếu là ưa thích cá nhân, Penelope cũng không nên nói thêm gì nữa. Như vậy thân ái, ngươi có thể tới lựa chọn một loại ngươi yêu thích thiềm thư, nữ vu vẻ mặt nhiệt tình nói cùng lúc đó nàng phất phất ma trượng, một cái tràn đầy đủ loại kiểu dáng thiềm thư đại thủy tinh dương, chậm rãi tự hành chuyển đến mát thiêu trước mặt. Trong này có mắt đỏ thiềm thư, hoa bối thiềm thư cùng với đỏ bụng thiềm thư, liên tuyển loại này a à, thiêu tùy tiện chọn lựa trong đó một loại nhìn hơi thuận mắt một ít. Đây là một cái hắc vành mắt thiềm thư, chúng vô cùng vui với cùng vu sư ở chung, bất quá ta phải nhắc nhở một chút, chúng có đôi khi sẽ rất nhao nhao, nữ vu khẽ cười nói cùng lúc đó, nàng đem Matthew tuyển ra kia thiềm thư cất vào một cái tiểu thủy tinh trong dương, sau đó đem chọn cái thủy tinh dương đưa cho Matthew. Matthew tỉ mỉ dò xét nhát nhãn chính mình sủng vật, ánh mắt nó xung quanh có một tầng hắc sắc hốc mắt, ngược lại cũng không khó nhìn, thậm chí có thể nói có chút khả ái. Cảm ơn ngài, phu nhân. Không khách khí, mua sắm hết danh sách thượng cuối cùng đồng dạng vật phẩm, dẫn theo tất cả lớn nhỏ, hình thù kỳ quái bao bọc. Trong lòng vẫn ôm một cái chứa ở thủy tinh trong dương thiềm thư, Matthew bắt đầu đi ở phản hồi phá nổi đồng quán ba trên đường. Penelope đem Nam Hải đưa đến hắn tại phá nổi đồng quán ba gian phòng, sau đó đưa cho hắn một phong thơ. Wickfield, đây là người đi Hogwarts vé xe, nàng nói. 9 tháng số 1 tại King Cross nhà ga, Abbot tiên sinh hội đưa ngươi đi qua, cảm ơn ngài chiếu cố, Clearwater tiểu thư, Matthew tiếp nhận lá thư này. Không cần phải khách khí, chúng ta Hogwarts gặp lại, Penelope khẽ cười nói. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể được phân đến Raven bởi vì ta chính là Raven cấp trưởng. Nàng tựa hồ nghĩ đến trước mặt nam hài này khả năng nghe không hiểu nhiều nàng lời ý tứ, ngay sau đó giải thích nói. Đây là học viện danh tự, trường học tổng cộng có 4 cái học viện, Ravenswap, Sliderin, Hufflepuff cùng Gryffindor. Ravenswap là học viện tốt nhất, Sliderin thuộc về những cái kia âm mưu ra, mà Hufflepuff là bình thường người học viện. Bất quá tình nguyện tiến Hufflepuff cũng không nên vào Gryffindor. Gryffindor như thế nào, Matthew có chút tò mò hỏi. Bởi vì Gryffindor là quá khứ một thế kỷ, xuất hiện Hắc Vu sư tối đa học viện.